Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Đây là ngày 15 tháng 3. Đấy, hôm qua em có chia sẻ một ít cái mắt ngủ lá kẻ cái này thì giờ em đang cắt nhá. Đang cắt. Đấy, đơn hàng đang rất nhiều, đang đóng hàng cho anh chị em. Hôm nay đây là trước có những cái kỳ Phú Thọ em chia sẻ hết rồi, hôm nay có một ít cái kỳ mới này. Đấy, một ít Phú Thọ với ít HO. Đấy, giá thì cũng khá là bình dân để cho anh chị em sưu tầm. Cái size nó cũng rất là đẹp này nhá. Đây là Phú Thọ thì em có 6 kỳ này. Nói chung là nó cũng xem nhau này nhá. Nó to nhỏ hơn nhau một tí thôi. Hiện nay thì nói chung là mắt gốc thì đang sinh rất là đẹp. Kỳ nào thì cũng dễ khỏe hết rồi đấy. Mắt gốc đang nổi hết rồi. Nhá thì đấy, to nhỏ thì nói chung là nó chỉ hơn nhau 1 cm thôi cả nhà nhá. Thì cái 5 cân trắng Phú Thọ này thì em bán đồng giá nhá. Bán đồng giá. Đấy, các cái chậu này là 180k một chậu. 180k một ki ấy. Vâng, ki nào nó cũng phải rơi tầm khoảng chắc khoảng độ gần chục sen. Đấy, bác nào lấy ki nào cũng được nhá. Chung là bác nào gọi sớm thì em lấy cho ki nó nhỉnh nhỉnh hơn. Còn 5 cái trắng Hiển Oanh. 5 trắng Hiển Oanh thì hôm nay cũng có mấy 6 ki. Đấy. Ki nào thì dễ nó cũng khá là khỏe rồi, mắt gốc thì đang bắt đầu sưng rồi. Cốc đang sưng khá đẹp, dễ thì khỏe hết rồi. Đấy thì cái loạt này thì em hôm nay thì đợt trước này nó đẹp hơn, em bán 560k một sen. Thì cái loạt này hôm nay em bán 40k một sen này nhá. Đấy, có những kỳ nó chỉ tầm có mấy sen này thôi. 7-8 sen gì đấy. Đấy, kỳ hơn chục sen. Thì em bán là 40k một sen nhá. Là 5 cân trắng HO. Đấy, còn hôm nay có một kỳ Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy thì cái kỳ này số đo là 8,5 cm này nhá, 8,5 cm. Hai mắt gốc thì đang bắt đầu phá bọc rồi, mọi người thấy nó phá bọc tuy nào. Hai mắt dễ khá là khỏe. 8,5 cm thì cái kỳ này em bán là 2.7 nhá, em bán 2.700k. Đấy, kỳ rất là đẹp, 8,5 cm. Rồi ok, em xin cảm ơn cả nhà. Bác nào sưu tầm Phú Thọ HO nhá hay Hồng Yên Thủy các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208533, em xin cảm ơn.